Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời, đăng cái status bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh ngờ anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thật đơ, đêm lại ôm như mong. Để giờ chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần lối, anh vui rồi, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa, anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em ba, nên anh thấy kia một cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Yeah. Okay. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con cream trên đường, xóa sáng đến tận trưa, tóc tai muốn ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con cái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em.